Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogin Travel và mình là Thương Bình. Và chào mừng bạn tới với bài thứ hai của chuỗi bài 5 ngày yoga tập cho cơ bụng, mông và đùi. Đây là chuỗi bài tập gồm các động tác yoga tập trung vào phần bụng, phần mông và phần đùi giúp bạn săn chắc lại phần core trung tâm và dễ dàng hơn cho bạn tập các động tác khó. Và chuỗi bài tập này chỉ có 10 phút mỗi ngày và diễn ra liên tiếp trong vòng 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai và nếu bạn chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để mà chờ bài tập tiếp theo vào ngày thứ ba nha. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu bài tập của ngày thứ hai, yoga 10 phút cho cơ bụng, mông và đùi cùng với Thương Bình và Yogi Travel. Nào, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Bạn hãy bắt đầu bằng ngồi lên giữa thảm, sau đó bạn đẩy người lên trong tư thế down dog là tư thế chữ V ngược. Hai tay bạn đưa về trước chống dưới sàn và bạn lùi hai chân ra sau. Hãy xòe các ngón tay rộng và bạn chắc dưới sàn. Lùi chân bạn về phía sau và bạn đẩy hết người về phía sau. Đẩy thẳng ra sau và rướn mông cao lên. Hãy giữ lại vài nhịp và hãy lắc nhẹ lưng, lắc nhẹ vai về hai bên. Từ vị trí này, hãy khuỵu nhẹ đầu gối phải, đẩy hết vai về sau, rồi thẳng gối phải, đẩy gối, khuỵu gối trái, đẩy người về sau, rồi thẳng gối trái. Đối với những bạn mà mới và chưa cái phần cơ gân kheo phía sau của bạn chưa giãn hết thì bạn có thể giữ trong tư thế down dog bằng cách khuỵu nhẹ hai gối như vậy. Tránh trường hợp bạn để lưng cong thì bạn khuỵu hai đầu gối và bạn đẩy hết lưng bạn về phía sau. Lúc này lưng bạn kéo giãn ra thành một tấm phẳng, tấm ván phẳng và mông bạn được chỉ cao nhiều hơn. Hãy giữ trong tư thế down dog một vài nhịp nữa. Bám hai tay chặt và vươn người về phía trước. Hãy nhìn xuống ngón tay cái, vươn tới lúc nào mà bạn cảm nhận vai và cổ tay của bạn thẳng hàng nhau. Lúc này bạn đang ở tư thế tấm ván plank. Đẩy ngược về phía sau trong tư thế down dog. Lặp lại, vươn về trước tới lúc nào bạn cảm nhận vai và cánh tay thẳng hàng. Hãy nhớ bài tập đầu tiên, bụng và mông bạn phải được siết lại. Tiếp tục vươn về trước. Đợi về sau. Hai nhịp nữa, gồm bụng vươn về trước. Đợi về sau. Và nhịp cuối cùng, hãy gồm bụng vươn về trước, sau đó hạ đầu gối và nằm rạp người xuống sàn. Hai bàn chân của bạn, mu bàn chân úp xuống sàn và trượt ngón chân cái ra sau. Mình sẽ lên tư thế rắn hổ mang. Hai tay của bạn chống bên cạnh lồng ngực. Hãy siết chặt hết phần mông, phần đùi và phần mũi chân phía sau trượt ra sau. Mình sẽ lật lên tư thế rắn hổ mang chậm. 1 2 3 4 5. Hãy siết bụng chặt lại, rướn lên, ép đùi và mông phía sau, rồi từ từ hạ xuống, xuống, xuống. Lần trước mình có làm một cái video về các lỗi sai thường gặp khi mà bạn tập tư thế rắn hổ mang. Nếu mà bạn chưa xem qua clip đó thì hãy check qua các video ở phần mà hướng dẫn các động tác và hướng dẫn các lỗi sai khi tập động tác của mình nha. Còn hôm nay hãy siết chặt đùi, ép chặt xuống và giữ hai tay chống chắc ở bên cạnh lồng ngực. Mình lặp lại lần nữa. Hít vào, siết chặt phần thân sau, rướn lên từ từ, rướn chậm, 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 cơ đùi kéo căng, cơ bụng rướn, rồi từ từ xuống chậm, chậm, chậm. Hãy tưởng tượng từ phần eo bạn về phía sau được rướn và ép chặt xuống sàn, kéo căng về sau. Từ phần lỗ rốn trở lên bạn kéo cơ bụng và rướn, rướn và uốn phần thân trên cao lên. Lặp lại như vậy nha. Ép chặt mu bàn chân sau, nào lật phần thân trên. Hít vào. Thở ra. Ba nhịp nữa, hít vào. Tư thế cobra, rắn hổ mang. Thở ra.
Hít vào. Xít bụng rướn, lỗ rốn lên. Thở ra. Hít vào. Và thở ra. Lần này bạn hít vào, bạn chỉ lên tới nửa đường thôi. Hít vào, tới nửa đường, gồng chặt bụng, ép chặt đùi sau. Và bạn hãy nâng hai bàn tay của bạn lên khỏi sàn. Xít cơ bụng nhiều lại để giữ chắc lực. Rồi thở ra, hạ xuống sàn. Lặp lại, bụng mông đùi xít và nâng cánh tay hít. Thở ra. Ba nhịp nữa, hít. Đừng quên siết chặt thân sau. Thở ra. Hít, hai. Thở ra. Ba nhịp cuối cùng, hít. Rồi thở ra. Hãy lắc nhẹ mông, lắc nhẹ thắt lưng về hai bên. Việc bạn càng siết chặt vào đùi, càng siết chặt vào cơ bụng, càng làm cho bạn đỡ đau lên phần thắt lưng và không ảnh hưởng tới các đốt sống ở phần xương, phần eo này của bạn nha. Hai tay chống bên cạnh lồng ngực nhón mũi chân và mình quay về tư thế đào đót, tư thế chữ V ngược lại. Rướn mông cao lên, hóp bụng vào, nhấn người để trả lại lưng, phần lưng dưới mà bạn vừa uốn cong trong tư thế rắn hổ mang. Từ vị trí này, bám và vươn về phía trước trong tư thế plank và bước chân phải lên giữa hai tay. Bước lên giữa thảm luôn, nhón mũi tay và hướng mắt nhìn về trước. Từ đây, bạn hãy chống hai tay lên hông và nhẹ nhàng nâng người lên, nâng người thẳng lên. Tới vị trí mà bạn cảm giác đầu gối trước của bạn vuông góc, phần thân trên của bạn rướn và mắt bạn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, trụ chắc lực. Và bạn rướn hai tay, vươn cánh tay cao lên trời rướn lên. Hít vào, thở ra hãy hạ đầu gối sau, khuỵu xuống đất. Lặp lại hít vào, rướn lên. Thở ra, khuỵu đầu gối. Lần này cơ đùi và cơ mông sau của bạn hoạt động rất nhiều. Hít. Thở ra. Năm, hít. Thở ra. 4, hít. Thở ra. Bắt đầu nóng lên rồi. 3, hít. Thở ra. 2, hít. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít. Hãy chắp tay về trước ngực và xoắn người về bên phải đầu gối. Chống vào, cùi chỏ chống vào đầu gối. Và bẩy người qua. Đạp thẳng chân phía sau, sau đó xoay mặt về phía trước. Hãy lật người vươn, tay hít vào, uốn và rướn cao người lên. Thở ra, chống hai tay xuống, bám chặt và trụ chắc chân sau. Rút chân về trước trong tư thế plank. Mình sẽ đổi về, bước chân trái lên giữa hai tay. Gồng chặt bụng, lùi sau, nhón chặt mũi chân, hãy liếc ra phía sau. Bạn thấy mũi chân và gót chân sau của bạn chống vuông góc, đừng nghiêng ngả về hai bên. Thì lúc đó lực trụ của bạn mới chắc. Rướn mắt nhìn về trước. Sau đó bạn chống hai tay lên eo, rướn người lên. Và lật người từ từ lên. Lên, lên. Nhấn đầu gối trước vuông góc, lồng ngực mở rộng ra. Và bạn vươn hai tay lên trời. Hạ đầu gối sau, nâng lên, hạ đầu gối sau, nâng lên, xuống, lên, bắt đầu đếm nha, 5, thở, thở dài, hít dài, 4, hạ xuống, 3, hạ xuống, 2, hạ xuống, mỏi quá, 1, hạ xuống, rồi rướn cao lên, chắp hai tay và bạn xoắn
đầu gối và cùi chỏ chạm vào bạn vặn người qua bên trái. Giữ đây một chút xíu. Đạp thẳng đùi phía sau. Giữ cho hai tay chắp của bạn vuông góc và các ngón tay thực sự đẩy vào nhau thì lúc đó lực vặn của bạn mới nhiều. Rồi bạn xoay về phía trước, lùi hai tay ra sau. Uốn lên, hít vào, vươn người ruồn, lưng giãn lên. Thở ra, chống hai tay xuống, bám tay chắc, rút chân trước về phía sau. Tư thế tầm ván, sau đó bạn hạ đầu gối, lắc lưng, úp mu bàn chân. Lắc lưng nhẹ, và bạn lùi về phía sau, lùi và ngồi hết vào tư thế em bé. Thả lỏng trán mềm xuống sàn. Hãy hít thở một vài nhịp, lắng nghe lại nhịp tim của bạn đập, lắng nghe lại hơi thở dồn dập và dùng ý thức điều chỉnh cho hơi thở của bạn dài hơn và sâu hơn. Nhẹ nhàng kéo hai tay về gần khuôn mặt, đẩy người và ngồi thẳng lưng lên. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và Blog Yogi Travel trong bài thứ 2 của chuỗi bài 5 ngày yoga tập cho cơ bụng, mông và đùi. Chúc mọi người tập vui và đừng quên bấm nút đăng ký để chờ bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.